Tôi muốn nói đến một cái xu hướng như thế này. Trước đây chúng ta luôn luôn nhấn mạnh đến câu chuyện là lãnh đạo là phải có kinh nghiệm, lãnh đạo là phải có thực chiến. Điều đấy hoàn toàn đúng, lãnh đạo phải đi học. Nhưng mà chúng ta cũng đều biết là từ xưa đến nay, phần lớn các quyết định của các nhà lãnh đạo là dựa vào kinh nghiệm, và đặc biệt nữa là dựa vào gọi là trực giác lãnh đạo. Cái này là yếu tố rất đặc biệt. Và hai điều này nó sẽ làm cho các nhà lãnh đạo trở nên vĩ đại hoặc là trở nên tài giỏi, khác biệt hay không. Thế nhưng cuộc sống đã thay đổi rồi, xã hội đã thay đổi rồi, thì có một cái từ tiếng Anh rất hay, nó gọi là data driven business, tức là dùng dữ liệu để đưa ra các quyết định. Và thực sự ngày hôm nay, khi mà big data, dữ liệu lớn đã làm thay đổi cả xã hội, và tiếp đến nữa là những nền tảng về AI, trí tuệ nhân tạo đã phát triển, đã giúp cho nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định dựa trên các con số, dựa trên những dữ liệu, dựa trên những kiến thức và dựa trên các tri thức để đưa đến những quyết định sáng suốt hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn. Dữ liệu thì không chỉ là một đống thông tin mà chúng ta có, nó phải được chọn lọc, nó phải được sắp xếp, nó phải được thiết kế phù hợp.